Nè Nói nghe nè Mình mới đi chích ngừa về nha Nè coi cái tay còn dấu nè Đó Thấy không Sau khi chích xong rồi người ta dán cái miếng giống như băng keo lên. Ở đây hình như cái dấu hiệu của Walgreens thì phải. Bây giờ là tháng 2. Thường thường chích ngừa, cảm cúm. Nó gọi là flu shot. Thường thường là vào tháng 9, tháng 10. Bắt đầu vào mùa lạnh Khắp nơi nha Có chỗ chích free có Người ta khuyến khích với nhau Có chỗ chích phải trả tiền Nhưng mà sau đó thì Phần lớn chích là phải trả tiền hết Chích free là tại vì Cái tiền chích ngừa cảm cúm Nó không có nhiều Mà ngăn ngừa được cảm cúm Thì đỡ tốn kém hơn nhiều Đương nhiên ý cũng tốt Chích ngừa để ngừa cảm cúm nhưng trong đó cũng có cái ý, nếu ai cũng ít bị cảm cúm thì cái tiền chi phí cho bệnh viện y tế đỡ hơn nhiều lắm. Hồi trước thì tôi đi chích ngừa một mũi thì khoảng 31-32 đồng gì đó. Đồng đây là đô la, tiền Mỹ. Và có lần tôi đi chích ngừa free ở trong chùa. Có nhiều cái cơ sở y tế người ta tạo cơ hội để chích ngừa cho nhiều người. Khuyến khích người ta chích ngừa. Có lần làm việc ở chùa tôi đi chích ngừa free. Năm rồi, lại không có chích. Tháng 8, tháng 9, tháng 10, cho tới 11, 12, tháng 1, tháng 2 luôn. Cứ đi liên tục. Rồi, viện cái lý do đi thẩm chích, nhưng bây giờ phải chích. Cho nên tôi mới vừa đi chích. Nhưng lần này không phải ba mươi mấy đồng nữa. Mà là 69 đồng mấy gần 70 đồng. Đồng đây là đô la nhắc lại. 69 đô la. Lý do là tại vì tôi đã 66 tuổi, tức là trên cái tuổi 65 rồi, coi như lão rồi, thì cái chích ngừa nó khác với cái giới trẻ. Hình như strong do hay gì đó, tôi nghe nói mà không rượu rõ lần đầu tiên nghe nói, tức là cái liều lượng nó mạnh hơn và khác hơn cái loại bình thường vì tuổi đã lớn. Cho nên báo tin cho các bạn biết nha, Việt Thảo đã làm cái chuyện đó rồi, <laughs> đi chích ngừa rồi và tôi khuyến khích các bạn nào chưa chích nên đi chích. Nếu không có bảo hiểm, không có Medicare thì mình có thể chích trả tiền mặt. Trẻ thì ba mấy đồng, lớn tuổi thì chắc sáu mươi mấy gần bảy chục đô la. Nhưng mà cái tiền này nó cũng thay đổi du di tùy theo mỗi tiểu bang nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm tình đầu tiên. Và sau khi đi chích ngừa rồi, cho đến ngày hôm nay thì cái chỗ tay này nó hơi cứng cứng nhẹ nhẹ. Ngoài ra không có bị sốt hay là bị nóng, bị à, nhức đầu, sổ mũi, đau bụng hay gì hết nha. À, đơn giản chỉ có vậy. Nhưng mà có một điều, sau khi tôi chích rồi thì tôi yên tâm lắm, thấy khỏe lắm, không có lo như lúc trước nữa. Và tôi hứa là năm tới, tháng 8, tháng 9, tháng 10 khi có bắt đầu flu shot, tức là chích ngừa cảm cúm là tôi sẽ đi chích liền. Tại vì nó dễ quá mà đi vô một cái người ta ghi tên xong rồi lại ra có y tá người ta chích cho cái bục là xong nhanh đến độ tôi còn giỡn chích xong rồi hỏi dù đế đấy Câu cười quá trời của nó dạ xong rồi người việt mình á vui lắm vô cái one screen toàn người việt từ dược sĩ cho tới receptionist người tiếp tân cho tới người đi lấy thuốc và người đi chích ngừa người việt hết bốn người luôn chụp hình lưu niệm thiệt vui rồi lần này là những chuyện mang ngắn của các bạn đã gửi cho Việt Thảo vào tháng 8. Việt Thảo chọn lựa ra, cho nên mình kể hôm nay bao nhiêu chuyện không biết nha, cứ kể đi. Khi nào cảm thấy nó đủ thì mình ngưng lại, rồi ngày mai mình có thời giờ mình kể tiếp. Chẳng hạn có chuyện con sẩm của Nguyễn Vinh ở Cà Mau nè, chuyện ma uống nước của Minh Đặng Khánh Hòa, rồi ma không đầu trên chuyến tàu buôn của Minh Đặng Khánh Hòa, hay là thấy người cõi âm của Katarina hồn ma về thăm nhà cũ của Nguyễn Sơn Tạo hay là con ma trong dòng họ của Phạm Thanh Nhàn ở Cà Mau. Nhiều lắm, nhiều lắm nha. Ở đây Việt Thảo à, không muốn kể ra trước rồi sau đó nếu mà mình kể không hết đâm ra thiếu nợ. Kể tới đâu cho biết tới đó. Bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu vào những chuyện ma ngắn được trải nghiệm bởi các bạn và được sưu tầm. À, gửi về cho Việt Thảo ở địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com. Tôi hy vọng hy vọng rằng những lời nói này các bạn nghe được để không còn hỏi tôi chú ơi con có chuyện ma nhiều lắm không biết gửi chú đi đâu nha. Gửi về địa chỉ email của Việt Thảo rồi. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là bức thư Việt Thảo nhận được vào ngày 10 tháng 8 năm 2019. Kính gửi chú Việt Thảo. Câu chuyện này là do mẹ con kể lại lúc mẹ con khoảng chừng hơn 10 tuổi. Tức là cái chuyện xảy ra cho mẹ con lúc mẹ con khoảng 10 tuổi. Bây giờ mẹ mới kể lại cho nghe. Mẹ năm nay cũng đã 66 tuổi rồi. Lúc đó là vì ông ngoại con là thợ sửa mái tàu ở Cà Mau. Ở vùng sông Ông Đốc, cho nên ông ngoại đi đâu bà ngoại theo đó. Bà ngoại đi theo ông ngoại. Về dưới sông ông Đốc thuê nhà để mà sinh sống. Thì lúc đó bà ngoại con vừa mới sinh dì tư của con. Mẹ con là thứ hai. Là chị cả. Rồi tới cậu kế của mẹ là thứ ba. Bây giờ sinh người con thứ tư. Mẹ kể lúc đó ông ngoại tìm được một cái căn nhà cho thuê và giữa căn nhà đó có một cái ụ đất nhô cao lên. <laughs> Lúc đó bà ngoại chỉ nghĩ là chắc là cái ổ mối nó to đùng đó thôi. Lâu ngày rồi, nó khô cứng ở đó, chỉ có vậy. Cho nên, ông ngoại con mới kê cái giường lên trên cái ụ đất đó cho bà ngoại con nằm ổ. Bà ngoại đang mang thai dị tư. À, mới sinh, mới sinh à, dị tư. Thì bà ngoại nằm được vài hôm Bà ngoại con mới kể cho Ông của con nghe Vào lúc buổi tối khi mà ổng đi làm về Bà ngoại mới nói Hồi khuya lúc mà tôi đang ngủ Tôi thấy Một cái bà sẵn Tóc thắt bím dở mùng thò đầu vô Đuổi tôi đi chỗ khác Vì nằm trên đầu của bà dơ dái ô uế Ông ngoại là một người tuổi Dần, tức là tuổi con cọp. Sinh vào tháng 6, cho nên cầm tinh nguyên con cọp. Ông ngoại trước giờ phải nói ông chưa bao giờ biết sợ ma. Khi mà nghe bà ngoại kể, ông ngoại mới nói: "Cái con thật có giỏi thì nhát tao nè." Ông ngoại cũng lộ mãn lắm chữ thể Sau khi cơm nước xong, ông ngoại con chui vô giường nằm ngủ chừng 10 phút. Thì lúc đó tay chân ông ngoại quơ loạn xà ngầu lên. Cái mùng thì sập xuống, gối rồi cái gì ở trên giường là ông ngoại đá văng xuống đất hết. Lúc đó bà ngoại sợ quá mới ôm dì Tư chạy ra cửa la, la, la làng lên cho hàng xóm biết. Thì ở bên cạnh nhà có ông hai thấy ôm sùm mới chạy qua xem. Thấy ông ngoại như vậy, ông mới chạy về nhà cầm sang một cái chai rượu ông khớp rượu rồi cứ đè mặt ông ngoại ông phun thì phun một hồi ông ngoại tỉnh lại lúc ông ngoại tỉnh lại thì ông kể là tôi mới vừa nằm ngủ rồi có con sẫm rồi nó dở mùng lên rồi nó hỏi mày thách ai nhát mày hả mày thách ai nhát mày xong rồi cái nó lè lưỡi ra cái lưỡi dài toàn nó liếm vô mặt ông ngoại ông ngoại nổi tâm bành lên chụp cái lưỡi của cái bà sẫm đó thì nó nó bay lên Nó bùng kéo ông ngoại bay theo ông nắm được cái đầu nó, ông bẻ cổ nó, ông lôi nó ra sau nhà, rồi sẵn cái cây cuốc dựng ở kế bên, ông còn đào lỗ chôn nó nữa. Rồi khi chôn nó nó còn lòi ra cái mớ tóc, ông lấy cây cuốc ông mới dẫm dẫm mấy cái lên tóc cho nó nó chôn xuống đất luôn. Đó là ông ngoại kể như vậy. Mọi người mới đi theo ông ngoại ra sau nhà thì quá thật có cái cây cuốc đang dựng ở đó. Rồi ông còn nói đó cái chỗ đó là tao chôn nó đó. Không biết ông ngoài có chôn thiệt không Hay là chôn trong giấc mơ Nhưng mà sau lần đó thì Không còn thấy ai hiện về để đuổi đi nữa Nhưng mà khoảng 2 tháng sau Thì ông bà ngoại con lại phải trả nhà Vì phải đi theo chủ tàu đánh cá về bạc liệu Các bạn đang theo dõi kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 100 71. Đây là chuyện bên lề lần thứ 1057 với những câu chuyện mang ngắn. Đây là câu chuyện ma uống nước của Minh Đặng Khánh Hòa. Khánh Hòa đây là ở ở Khánh Hòa. Cái bức thư này Việt Thảo nhận được vào ngày 10 tháng 8 năm 2019. Nội dung bức thư. Chào chú Việt Thảo, con là Minh, hiện đang sống tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Con là fan hâm mộ của chú từ thời ba chú Việt Thảo Dân Sơn Bảo Liêm, đóng hài trong các series Những Nẻo Đường Miền Tây, Dược Biên Giới, Đạo Nghĩa Giang Hồ. Sau đây thì con xin gửi cho chú một câu chuyện ma mà con được kể lại từ người cô ruột của mình. Câu chuyện có tên Ma Uống Nước. Con xin kể ngô thứ nhất tức là người cô của con kể lại. Vào sau năm 1975, bố của tôi, bố tôi đây tức là ba của người cô, là ti trưởng của một ti cảnh sát thời Việt Nam Cộng Hòa. Nên sau khi giải phóng vào thì ông bị bắt đi cải tạo. Chỉ còn lại mỗi mẹ tôi và những người em ở trong gia đình gia đình tôi phải nói là khá nghèo khổ. Vì sau năm 75, hầu như là không còn một chút của cải gì để sinh sống cả. Trong gia đình tôi là con thứ ba trong bảy người con, nên hầu như mọi chuyện trong gia đình là tôi làm hết. Vì hai người anh thứ hai, người anh hai và anh ba, lúc đó đã hy sinh vì chiến tranh. <laughs> Phải nói thời đó chắc chiêu từng đồng để có bữa cơm qua ngày và chăm sóc cho những người em của mình. Cho nên tôi đã làm lụm tất cả để có được một cái hàng nước. Nói cái tiếng hàng nước nghe sang chảnh ra. Thực ra thì chúng tôi chỉ bán nước trà đá ở vỉa hè. Mà thời bây giờ người ta gọi là cà phê cốc. Mở một cái hàng nước nhỏ như vậy buôn bán qua ngày để kiếm tiền chăm lo cho gia đình và các em nhỏ. Lúc đó thì trời cũng sững tối rồi, tầm cỡ 6 giờ. Tôi đang lai quay dọn dẹp để chuẩn bị về nghỉ ngơi. Sau một ngày buôn bán mệt mỏi thì lúc đó có một anh lính bộ đội. Ảnh đến và bảo tôi bán cảnh một ly nước. Thì trong lúc đó tôi đang dọn dẹp hàng nước nên cũng tiện bán thêm cho anh một ly. Dù sao cũng là khách hàng. <laughs> Thoạt đầu trong hình dáng của anh thì ốm yếu. Anh đội một cái cái nón, nón cối. Mà cái nón này nó có lẽ hơi rộng nên che khuất cái nửa mặt ảnh. Cho nên tôi không để ý và cũng không thấy được khuôn mặt của anh. Tôi đang lay quay dọn dẹp thì Ảnh có hỏi tôi đường về ga tàu ở đâu. Lúc đó thì tôi đang mải mê dọn dẹp nên tôi chỉ trả lời bằng miệng. Chứ tôi không có nhìn anh để diễn tả cái khung đường đến tàu, đến ga tàu quả như thế nào. Thì vừa lui cưa dọn dẹp vừa chỉ cho ảnh cái đường đi đến ga tàu quả. Xong rồi tôi nghe anh cảm ơn và ảnh có để lại một đồng. Một đồng đây là tiền trước năm 1975. Khi đó thì một ly trà chưa đến một đồng. Nên tôi lấy tiền để thối cho anh. Nhưng mà sau khi ngẩng mặt lên để thối tiền thì tôi không có thấy anh đâu cả. Lúc đó thì tôi nhìn hướng về phía cái đường mà tôi chỉ cho anh đi đến Gia tàu quả. Thì tôi thấy từ xa bóng dáng của cái anh bộ đội lúc nãy đang đi về hướng đó. Tôi mới chạy theo để tôi gọi anh lại để thối số tiền thừa còn lại sau khi anh được một đồng trả tiền cho lý nước, có một điều kỳ lạ lắm. khi tôi đi theo thì ảnh đi khá nhanh, cho nên tôi phải chạy theo. khi tôi chạy theo thì ảnh cũng đi thôi, nhưng mà tôi chạy tôi bắt không có kịp. mà ảnh càng ngày càng đi càng xa dần, trong khi ảnh đi bộ còn tôi thì chạy. tôi đuổi theo ảnh đến độ một hồi mệt quá và không còn sức chạy nữa tôi đành phải bỏ cuộc và quay về cái hàng nước của mình để tôi dọn dẹp cho xong. Rồi đi về nhà nghỉ. Lúc đó tôi nghĩ là ảnh đã đi xa rồi, có rượt cũng không kịp. Lúc đó tôi cũng có cái cái linh tính lạ lạ và tôi ngạc nhiên tôi không hiểu sao anh này anh đi lẹ dữ như vậy kìa. Khi trở về đến hàng nước thì lúc đó phải nói là tôi lạnh toát hết cả sống lưng và dựng hết cả tóc gái. Tại vì tôi nhìn lại cái đồng tiền mà tôi đang cầm trên tay. Không phải là một đồng mà anh bộ đội kia đưa tôi lúc nãy mà nó chỉ là một cái lá cây khô thôi. Lúc đó thì tôi đã biết là tôi vừa gặp phải ai rồi. Cho nên tôi mới chấp tay lại tôi giái trời giái Phật. Tôi nói là lại trời Phật làm ơn làm phước giúp con con làm ăn buôn bán không có được bao nhiêu hết. Đừng có chọc ghẹo con tội nghiệp. Đó là câu chuyện ma uống nước của Minh Đặng ở Khánh Hòa. Đây là câu chuyện ma không đầu ở trên chuyến tàu buôn của cũng của Minh Đặng ở Khánh Hòa. Câu chuyện thứ hai là được mẹ của con kể lại cũng vào thời kỳ sau 75. Phải nói lúc đó nghèo đói quá nên phải đi nhảy tạo để đi buôn kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Có nhiều bạn sanh sau này và sống trong cái hoàn cảnh đầy đủ cho nên nghe nói chuyện đi nhảy tàu để buôn bán kiếm tiền thấy chắc nó lạ. Lúc đó thì mẹ con được 15 tuổi đã phải bươn chải theo bà ngoại để mà kiếm sống. Cái công việc của mẹ và ngoại hàng ngày là gì? Gánh những cái hàng gánh lên bán ở trên tàu. Tàu đây là xe lửa đó. Và nếu mà mua vé nữa thì tiền đâu mà mua, nghèo mà. Cho nên phải gọi là nhảy tàu, tức là đi buôn lậu, bán lậu hầu như cả ngày mẹ chỉ sống và sinh hoạt ở trên tàu lửa. Vì thời đó không đi buôn thì ở nhà làm gì, rồi làm sao có tiền để mà sống. Mẹ thuật lại vào một buổi chiều mưa tầm tã, mẹ và ngoại gánh những cái bó hàng bắp, ngô để lên tàu đem bán hoặc là buôn. Con cũng không rõ về công việc mà mẹ với ngoại làm nữa, chỉ nghe kể lại cái thời đó đó những người trốn đi tàu chết rất nhiều. Vì họ không có mua vé cho nên họ phải tìm những cái chỗ trốn. Và nếu có gặp người xót vé thì mình phải lẩn tránh như thế nào. Mà tàu thì đông người cho nên có người phải ra ngoài các toa chở hàng để trốn. Hoặc là ngồi trên cái nóc tàu lửa vì không có chỗ cho mình với một cái to tàu mà số lượng người quá đông. Rồi khi lên trên cái cái nóc hay là cái mui của tàu, khi nó chạy nhanh qua những cái cây cầu sắt mà những cái cầu đó có cái khung khung cầu thấp, nó nằm sát với cái nóc tàu, thì nhiều người ngồi trên nóc không để ý mà tàu chạy nhanh, cho nên bị cái cản đó, bị cái gạt đó đụng một là bị chết, hai là hất văng xuống tàu rồi chết. Phải nói có rất nhiều người đã bỏ mạng vì những cái cây cầu tử thần đó. Những cái cầu làm đủ cao để cho tàu lửa đi ngang, chứ người ta đâu có chở người hay là chở hàng ở trên muôi bao giờ, cho nên những người ngồi trên đó bị gạt phăng xuống mà chết. Riêng mẹ con và ngoài đó là những người đã quen rồi đã lén lên tàu từ trước nên biết ngõ ngách trên tàu và đã chọn cho mình được một cái chỗ ngồi cạnh cái cửa toilet của tòa tàu. Lúc đó thì mẹ có gánh hàng đi từng to để bán cho những người ở trên tàu. Trong lúc bán thì mẹ có nhìn thấy hình dáng một người đàn ông đang lui cui cái chỗ gánh của mẹ để những cái rổ bắp mẹ tưởng là cái người này đi ăn trộm đồ của mẹ, tính trộm bắp của mình, thì mẹ mới chạy a thần phụ đến, rồi dùng hết sức của mình đẩy cái người đàn ông đó ra và tính chửi cho ông một trận về cái tật ăn cắp đồ của người ta. Nhưng mà mẹ không thể ngờ được, khi mẹ đẩy ông ấy ra, thì tự nhiên cái đầu của ông rớt xuống đất một cái bịch nó lăn ở trên sàn tàu mà nó lăn lớn chân của mẹ lúc đó mẹ hết hồn hết vía mẹ chỉ la lên có ma có ma thì mẹ không thấy cái người đàn ông đó và cái đầu ở đâu nữa phải nói là mẹ bị ám ảnh một thời gian dài vì sợ nên không có đi buôn nữa về sau thì ngoại khuyến khích và động viên nên mẹ cũng bớt sợ một phần nào và mẹ với ngoại cùng tiếp tục những ngày rong ruổi trên những chuyến tàu đó. Và đây là những câu chuyện thấy người cõi âm của Katarina. Đây là chuyện ma do chính bản thân đã trải nghiệm, vừa thảo nhận được vào ngày 13 tháng 8 năm 2019. Hai con xin chào bác Việt Thảo, con có một số câu chuyện do chính bản thân con trải nghiệm và con chưa từng đăng tải tất cả những diễn đàn ở việt nam trong câu chuyện con sẽ xưng tôi cho bác dễ kể nhé con xin bắt đầu kể câu chuyện khi còn ở việt nam lúc tôi làm cho một công ty ở tỉnh miền tây công việc của tôi là thông dịch viên cho người đài loan buổi trưa hôm đó thì ông sếp của tôi nhờ tôi xuống kho đi kiểm tra hiện trường ở cái kho thì tôi vừa đi vừa tán kiện với ông sếp và cái tránh tôi rất cẩn thận <laughs> dù là trong nhà kho không có ai hết nhưng mà mỗi lần khi đi tới một cái kệ thì tôi đều liếc mắt nhìn hai bên kệ coi có cái gì không đó là thói quen hôm đó thì cũng trong lúc đi kiểm tra hiện trường khi đi ngang một cái kệ tôi mới đảo mắt tôi nhìn giữa hai bên kệ tôi thấy có một người mặc bộ đồ đỏ đang ngồi trong đầu tôi thoáng nghĩ trong kho thì làm gì có ai mà ngồi ở đây giờ này thì vừa thoáng nghĩ xong Tôi bước hút qua cái kệ đó Hay là có ăn trộm Cũng không đúng Thế là tôi thục lại lại thục lùi lại Rồi tôi nhìn qua cái chỗ Hai bên cái kệ chỗ cũ Mà lúc nãy tôi thấy có người đàn bà ngồi Thì tôi không thấy ai cả Ông sếp tôi hỏi có chuyện gì Thì tôi cũng có nói Hồi nãy đi qua, tôi thấy có người ngồi đây. Không biết sếp có thấy không? Ông mới trả lời, tao đâu có thấy gì đâu. Chỉ vậy thôi. Rồi hai người tiếp tục đi kiểm tra khoa hạng. Điều này có làm cho tôi hơi lo. Tại vì nếu thật là người, thì họ vào đây để làm gì? Mà tại sao ngồi thục ló ở đó? Họ có ý định gì đây? hay là muốn ăn cắp đồ trong kho nhưng trong kho thì làm sao vô được mà nếu không phải là người thì cái người phụ nữ mà mặc nguyên bộ đồ đỏ đó là ai cái đó làm tôi dương vắng mãi sau khi nghỉ công việc ở dưới tỉnh thì sau này tôi chuyển về sài gòn làm ở công ty cái công ty cũ là công ty con công ty ở sài gòn là công ty mẹ lớn hơn thì tôi làm ở trong văn phòng khai thác. Tôi vẫn nhớ như in ngày đó ở trong tổ của tôi vì phải gấp rút xuất hàng tiêu thụ sang châu Âu cho nên đã tăng ca đóng hàng. Nhân viên phải làm việc liên tục cho đến trời tối khoảng 7 giờ thì vẫn chưa xong. Lúc đó thì bà sếp lớn có mua mấy phần cơm tối kêu cả tổ đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi tôi là đứa đi sau cùng nhất ở trong tổ như vậy ngoài tôi đi sau không còn ai nữa khi đi ngang qua văn phòng tôi thấy có một cái bóng màu trắng đứng kế bên cái máy uống nước tôi cũng lấy lầm lạ thôi rồi tôi tiếp tục đi ra có lẽ là cái người nào đi trước tôi họ ghé họ lấy nước uống chắc khi đi ra tới chỗ ăn cơm thì tôi có hỏi mấy người đồng nghiệp chỉ bao nhiêu đây hay còn có ai ở trong công ty nữa không để mình kêu ra hết thì mọi người cho biết là trong ty không còn ai nữa trong công ty không có còn ai nữa vì tất cả đã ra ăn cơm hết rồi lúc đó thì tôi không có nói cho ai biết nhưng trong lòng tôi cũng có một cái nghi vấn cái người mà có cái móng màu trắng đó đứng kế bên máy uống nước là ai tại sao không ai thấy và ai cũng xác nhận trong công ty không còn mà tôi thấy như vậy người đó là ai vậy cho đến năm 2016 thì ông ngoại bị tai biến hơn một năm mấy thì ông qua đời lúc đó thì tôi vẫn còn ở Việt Nam khi ông ngoại mất thì mọi người phải chờ mấy bữa sau mới mai táng mục đích là phải chờ gì dưỡng út ở nước ngoài về do cả ngày trực linh cũ củ của ông ngoại rồi đêm lại thức khuya cho tới một hai giờ sáng thì lúc đó tôi không có chịu nổi nữa mệt quá tôi mới chạy lên phòng cậu út ngủ đỡ ở trên cái giọng trong khi đang ngủ thì tôi có cảm giác lạnh lúc đó thì tôi nghĩ ủa thứ nhất là phòng không có mở cửa thì gió ở đâu lùa vào cái thứ hai là đâu có phải tết đâu mà sao tự nhiên trở trời lạnh quá ban đầu thì nó lạnh ở trên mình lúc đó tôi mới co rút người lại tôi ngủ như con tôm ngủ tiếp một chút <laughs> thì cái cơn lạnh ấy lại tiếp diễn và lần này không lạnh trên mình mà nó chuyển sang lạnh ở phần chân và tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình vậy. Thì tôi giật mình vậy. Tôi nhìn giáo giác chung quanh thì không thấy ai cả. Không có thấy ai hết. Nhìn sang phía giường thì thấy hai cậu vẫn ngủ ngon lành. Tôi chỉ liên tưởng đến hình như có ai đó ở trong phòng. Nhìn mình đang ngủ. Chỉ có vậy. Rồi vào một buổi tối hôm sau, tầm cỡ 9-10 giờ đêm, tôi đi tắm thì trong khi tôi tắm, vì cái phòng tắm nhà bằng cái cửa kiến nhôm, cho nên tôi nhìn ra ngoài, ra cửa phòng. Thì tôi thấy có một cái bóng màu trắng cao ốm đi qua. Lúc đó tôi không biết ai, tôi chỉ tắm cho lẹ cho xong, đi ra để coi coi có ai. Nhưng mà không thấy ai hết, lên phòng thấy ba má tôi đang ngủ ngon lành. Như vậy thì ai đi vô nhưng mà không có đi ra. Thì sau đó tôi ngủ một giấc cho tới sáng. Đến sáng tôi kể cho má nghe. Má bảo chắc là ông ngoại của con về đó. Đây là câu chuyện thứ năm có cái tựa là Hồn Ma Về Thăm Nhà của Nguyễn Xuân Tạo. Kết thơ của Nguyễn Xuân Tạo gửi cho Việt Thảo nhận vào đợt ngày 15 tháng 8 năm 2019. Chào anh Thảo, tôi tên Nguyễn Xuân Tạo. Hôm nay gửi cho anh câu chuyện mà tôi đã thấy. Câu chuyện tôi xin đặt tên là Hồn Ma về thăm nhà. Năm nay thì tôi đã được 58 tuổi. Tôi đang ngủ ở Đức, Đức tức là Germany, được 39 năm. Năm 1991 thì tôi đã lấy vợ và có ba cháu trai. 91, 92 cho tới 2001 là 10 năm 2011 có như 20 năm mà. 91, 1991, 2001, 2011 20 năm. Tức là đến năm 2011 thì ly dị. Cho nên tôi phải đi tìm một cái căn hộ. Phải nói lúc này tìm căn hộ thì rất là khó. Nhưng cũng may mắn là có thằng bạn người Thổ Nhĩ Kỳ. Có đứa em gái đang ở một căn nhỏ và muốn dời đi. Cho nên nó giới thiệu cho tôi. Khi đó thì tôi rất mừng và mướn ngay. Đầu đó coi như cũng ổn định. Khi tôi vào ở khoảng 2 tuần thì bắt đầu có chuyện lạ xảy ra. Một hôm khoảng 12 giờ khuya trong khi tôi đang mơ màng ngủ thì tôi nghe ở phòng ngủ có hai tiếng cọc cọc. Phải nói tôi rất là thính tai. Tôi liền mở mắt ra để nhìn. Thì tôi thấy một cái vật trắng từ trong phòng của tôi bay ra bên ngoài. Lúc đó thì tôi hết hồn rồi tôi biết là đã có cái gì. Tại vì trong phòng chỉ có một mình tôi, cửa đóng then gài. Tự nhiên nghe tiếng cọc khóc rồi mở mắt thấy một cái dạch trắng bay ra khỏi phòng. Phải nói lúc đó sau cái lần ly dị, thì tôi chán đời. Tôi bất cần đời. Coi như ai muốn làm gì thì làm. Và thậm chí tôi nghĩ quẩn là bây giờ có giỏi thì bóp cổ tôi chết cũng được tôi không cần cọc cặc thì khoảng một tuần sau cái sự việc nó diễn ra tương tự như vậy tôi đang ngủ vào giấc khuya nghe cọc cọc rồi tôi giật mình thức dậy giống như kêu tôi báo cho tôi biết rồi có một cái vật rắn bay từ phòng tôi đi ra ngoài rồi sau đó lại xảy ra tới lần thứ ba rồi một hôm tình cờ tôi thấy cái cô bé thổ nhĩ kỳ mà trước đây nó ở cái phòng này sau đó nó dời đi rồi nhường phòng lại cho tôi mướn tôi gặp nó thì tự nhiên nó cười cười với tôi rồi nó hỏi anh ở trong phòng đó anh có thấy gì không à thì ra cái chị này chị cũng đã gặp rồi tôi mới kể lại cho chị nghe những gì tôi thấy thì nó cũng nói với tôi nó cũng thấy y như những gì tôi đã thấy. Nó mới kể cho tôi nghe là trước đó, ngay cái phòng mà chúng tôi đang ở đó, có một bà già khoảng 80 tuổi sống một mình và bị bệnh rồi chết ở trong đó. Bà có một mình bà già, đâu có ai để ý. Khi chết trong đó đâu có ai phát giác cho tới 4 năm ngày sau thì cái tử thi nó bốc ra mùi. Lúc đó người ta mới phát hiện nhờ cái mùi hôi thối. Cái căn phòng trọ mà tôi mướn ở đó nó gần một cái nhà thờ. Thì hôm đó tình cờ tôi thấy ông cha nhà thờ tôi mới hỏi và kể cho ông nghe cái sự việc tôi thấy ở trong phòng thì ông cha có hỏi ngược lại tôi bộ mày không có sợ hả tôi cũng nói là sợ nhưng mà quen rồi nghe lập cập và giật mình thức dậy thấy bóng trắng bay ra vậy thôi thì sau đó ông cha nhà thờ mới bày cho tôi là đi mua cái đĩa trái cây đủ thứ hết rồi mua thêm hai cây đèn cày đem về phòng đốt lên và khấn giái. thì sau đó tôi đã làm như cha chỉ dạy từ đó thì tôi không có thấy gì nữa. Và hiện thì tôi vẫn sống ở đây. Có nhiều người bạn khi tới thăm tôi có ở lại ngủ qua đêm thì ai cũng nghe và cũng thấy rồi họ rất là sợ. Cho nên có người bỏ bỏ phòng chạy đi mặc dù lúc đó nửa đêm. Đó là câu chuyện của tôi chỉ bấy nhiêu thôi. Mong rằng anh đọc cho mọi người nghe, coi như để giải trí. Chào anh, chúc anh được dồi dào sức khỏe. Đinh Gôn Phinh, 15 tháng 8 năm 2019, quê hương của hãng xe hơi BMW. Các bạn đang theo dõi chuyện ma kỳ thứ 171 với những câu chuyện mang ngắn mà các bạn đã trải nghiệm. Đây là câu chuyện thứ sáu con ma trong dòng họ của Phạm Thanh Nhàn ở Cà Mau. Bức thư này Việt Thảo nhận được vào ngày 16 tháng 8 năm 2019, xin đọc nguyên văn. Con chào chú Thảo, chúc chú sức khỏe và bình an. Con xin giới thiệu con tên Phạm Thanh Nhàn ở Cà Mau. Con thường lên Youtube xem chuyện minh lệ của chú, Nhất là nghe chuyện mà Này con xin kể cho chú nghe Câu chuyện mà Chính bản thân mình đã trải qua Để bắt đầu câu chuyện này thì phải kể Về gia đình nhà con Từ đời của cụ cố con Là người tiều Coi như là người qua Sang Việt Nam để sinh sống Theo lời của ba mẹ con kể thì Dòng họ bên nội ngoại con đều là những võ sư nổi tiếng của bên sứ tạo Nên con cháu ở trong nhà đều phải bắt buộc học võ từ nhỏ. Vào năm con 7 tuổi tức là năm 1990 thì con được ba cho tập võ. Theo bản tính của trẻ con cho nên ba kêu làm gì thì chỉ biết làm theo. Thực sự cũng không biết tập võ để làm cái gì. Mãi cho đến năm 1998 thì lúc đó con được 15 tuổi. Thì con mới biết rõ về truyền thống của gia đình. Và câu chuyện ma này cũng bắt đầu xảy ra từ lúc đó. Theo như thường ngày thì cứ tầm cỡ 3 giờ sáng là lúc bà con và ba ra sân để tập võ. Thì sau khi tập xong, con là người có cái nhiệm vụ và bổn phận là phải đi thắp nhang ở trên bàn thờ tổ. Để con nói sơ qua về cái sân tập của ba con và con. Nói là cái sân tập thực ra chỉ là một cái khoảng đất trống rộng có chừng 50 thước vuông. Ở phía bên trái thì có vài bao cát và một cái vàng treo bình khí để tập. Còn bên phải thì là vài ba chậu cây thuốc nam, thuốc bắc. Đủ loại hết dùng để lập thuốc so bóp. Rồi vào một buổi sáng như thường lệ thì ba con với con chuẩn bị đi ra sân tập. Thì trong nhà khi đi ra chỗ sân tập con nghe tiếng của ba con hỏi nhàn mày có thấy ai không thực ra trước khi ba con hỏi câu đó thì con cũng đã thấy rồi ở trong sân tập có cái dáng người của đàn ông mặc cái áo dài trắng đang cầm cái cây đao quơ qua quơ lại thì con mới trả lời ba dạ con thấy Lúc đó thì ba con mới hét lên một tiếng thiệt lớn Ai? Thì sau khi ba con hét lên Thì cái người đàn ông đó mới dừng lại không có múa Cái đau nữa Mà nhìn qua phía ba con với con Rồi tự nhiên cái người đó mờ dần rồi mất tiêu luôn Ui cha ơi lúc đó phải nói Con thấy như vậy rất là sợ Và con Vì con dám chắc là mình với ba đều thấy con ma ở trong sân. Phải nói ba con từ trước giờ chưa bao giờ ông tin là có ma, mà bữa nay còn thấy ông sợ thiệt. Hai cha con đều bỏ hết, không có tập võ hôm đó, đi quay vô nhà, và đều thắp nhang lên bàn thờ tổ. Thường thường thì con thắp nhang lần này, chính ba con cũng thắp nhang. Sau đó thì bẵng qua một thời gian cho tới năm 2001, thì lúc đó con đã được đội tuyển võ thuật của tỉnh Cà Mau chọn vào. Có một điều lúc nào con cũng nằm mơ thấy hình ảnh của người đàn ông. Đúng ra đó, đúng hơn là cái hình ảnh của cái bóng ma ở trong sân tập trước đây. Thì cũng cùng vào năm đó thì con được tham gia vào giải vô địch võ thuật cổ truyền của tỉnh. Nên phải nói cái thời gian con ở sân tập nó còn nhiều hơn là ở trong nhà. Thì có một lần vào buổi chiều tầm cỡ khoảng 6 giờ, thì sau khi các anh em trong đội tuyển tập xong, mới đến lượt con và một người bạn tên Bảo ở lại để dọn dẹp. Khi đang lui cua dọn dẹp, thì thằng Bảo nó mới hỏi, Ê nhàng, cái cây đào tao mới dẹp ở đây đâu rồi? Nó vừa nói nó vừa chỉ lên cái dàn treo vũ khí để ở nhà tập. Lúc đó con cũng mệt cũng hơi bực mình. Con mới trả lời. Mày coi coi nó có rớt xuống phía sau cái bột không? Chứ nãy giờ tao có lại đó đâu mà tao thấy. Nói nói vậy chứ rồi hai thằng cũng tua ra để mà đi kiếm. Phải nói tụi con kiếm đát cái sân luôn cũng không thấy. Lúc đó con mới bàn vậy đó. Thôi đi về đi mai kiếm. Tối thấy bà rồi đâu có thấy đường đâu mà kiếm sau khi bàn xong thì hai thằng về vì nhà cũng xa và cũng thật sự định bụng mai trở lại kiếm tiếp có điều tối hôm đó khi về tới nhà khi đi ngủ thì con lại nằm mơ thấy cái bóng người đàn ông ở ngoài sân nhưng mà lần này thì ông không có múa đau như mọi lần. Mà lần này, ông lại gần con hơn. Và nhờ đó, con mới thấy rõ được là cái khuôn mặt của ông đầy vết chém hết. Ông nắm tay con, rồi ông mới hét lên, chém, chém đi, mày chém đi. Thì lúc đó, con mới giật mình thức dậy, nhìn thấy đúng 3 giờ sáng là ngay vào cái lúc, cái thời điểm bà con với ba con hay đi ra tập. Nghĩ như vậy nên con mới dán mùn đi ra ngoài sân, thì lại một lần nữa. Không phải chỉ trong giấc mơ mà con thấy cái bóng trắng đó đứng ở trên sân. Chú Thảo, bây giờ ở trong người con, nói đúng hơn là con không còn một chút sức nào để chạy hay la hét gì hết mà cứ thế ngã đùng ra xỉu tại chỗ. Tới khi tỉnh dậy thì con biết mình nằm trong bệnh viện. Rồi ba với ông chú chính là em của ông nội con mới hỏi tại sao mà con xỉu thì con mới kể lại từ đầu cho đến cuối. Từ lúc con ngủ trong giấc mơ thấy được cái cái người đàn ông tập võ đó sáp lại gần con mặt mày có nhiều vết chém kêu con chém đi khi giật mình thức dậy đúng 3 giờ, con mới ra ngoài sân, thời giờ đi tập võ thì con thấy ông đứng ngay ngoài sân rồi. Sau đó thì nghe lời con kể, ba con cũng xác nhận là đúng. Vì ba con cũng thấy cái người đàn ông đó mấy lần. Sau khi nghe con tả lại dốc dáng và gương mặt đầy vết chém, thì ông chú chính mới xác nhận luôn, đó chính là con ma của dọc họ cho tới giờ vẫn chưa tìm được xác hay là nguyên nhân vì sao mà nó chết nhưng cứ hễ trong gia đình một con cháu ai có tập võ là thấy được cái bóng ma của người đó hình như người đó đi theo chọc phá hay cũng muốn tập võ như con cháu vậy dạ thưa chú thảo cho tới hiện tại bây giờ ngay lúc này cái bóng ma đó cái người đàn ông đó cũng đang theo con. Nhưng con nghĩ người sống là hữu hình, người chết là vô hình, nên cũng không có gì mà phải sợ, phải không chú? Cuối lời, con xin kính chào chú và chúc chú có nhiều sức khỏe và có thêm nhiều câu chuyện hay hơn cho mọi người nghe. Yêu chú. Các bạn vừa nghe câu chuyện thứ 6 con ma trong dòng họ của Phạm Thanh Nhàn ở Cà Mau. Không hiểu tại sao hôm nay Ngủ không có gì Thức dậy cũng bình thường Tắm rửa xong Thay cái áo Ngồi bật đèn lên Để kể chuyện ma cho các bạn nghe Tự nhiên nó bị nghẹt mũi <laughs> Ngộ Cái này chắc chắn không phải là do ảnh hưởng của chích ngừa Từ qua giờ nó không có bị vậy nước mắt nó cứ chảy và cố gắng từ bây giờ kể nếu các bạn để ý sẽ thấy nó bị ngặt ngẹt cái lỗ mũi thôi mình kể tới đây cố gắng tới đây thôi kể nữa nó chính mình cũng cảm thấy không có ai đó <laughs> nó lại có cái đồ mà cổ nữa xin phép tạm ngưng ở đây đi rồi những câu chuyện ma ngắn còn lại mình sẽ tiếp tục kể nữa thì những câu chuyện kế tiếp trong tháng 8 mà Việt Thảo đã chọn lọc ra rồi sẽ lần lượt kể cho các bạn nghe. Được xếp vào kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp là kho tàng chuyện ma dân gian kỳ thứ 172 và là chuyện bên lề 1058 nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và những câu chuyện ma của các bạn sẽ tiếp tục được kể. Có người cũng có hỏi Việt Thảo là Tại sao kể chuyện ma hoài vậy? Bây giờ nếu không kể chuyện ma thì Việt Thảo làm gì? Có nhiều người nghĩ là tại vì Việt Thảo kể chuyện ma nên không dành thời giờ đi để review ẩm thực hay để làm phóng sự. Dạ không phải đâu. Nếu bây giờ Việt Thảo không kể những câu chuyện ma của các bạn gửi về thì Việt Thảo cũng không có thu hình ẩm thực hay là không có đi làm phóng sự gì cả. Và nhớ một điều, những cái thời gian mà Việt Thảo kể chuyện ma là thời gian Việt Thảo lấy cái thời gian nghỉ ngơi của Việt Thảo để mà kể. Chứ, cho cô Quẩn. Cũng có người ác mồm ác miệng vô nói Việt Thảo kể chuyện ma hoài, có ngày bị ma nhập rồi chết. Khi mà cái người nói câu nói đó, tôi đã delete tức là xóa bỏ cái thông tin đó và tôi block luôn coi như tôi đuổi người đó ra khỏi cái kênh youtube của việt thảo tại vì nói chuyện làm tổn thương người khác và con người không có tâm kể cả luôn thiếu cái sự hiểu biết có thể người đó chưa từng nghe và coi những cái câu chuyện hay những cái tâm tình của việt thảo khi kể chuyện mà mà họ chỉ vô thấy rồi họ nói cho nên tôi tôi buồn không phải vì người ta nói mình hay làm tổn thương mình mà tôi buồn vì cho đến ngày hôm nay cho đến giờ phút này có nhiều người việt nam mình đi vô mạng vô facebook vô youtube vô những cái mảng truyền thông ở trên mạng để buông ra những lời xúc phạm người khác. Nói chỉ để nói cho thỏa mãn cái cá nhân của mình mà không biết mình đang nói những cái chuyện gì. Và nói thì còn lòi ra những cái chuyện ngu xuẩn nữa, nó khổ như vậy. Và có nhiều người vô bình luận, tôi xem con người đó là ai. Nhìn thấy cũng có tên, tuổi cũng có mở ra, cũng có video clip, cũng có đủ thứ mà vô đó những lời nói hết sức là nóng cạn và lòng tổn thương người khác. Tôi buồn là tôi thấy tại sao bây giờ lại vẫn còn những người đó. Mà tôi nói thiệt, thà tôi bỏ đi một người ngu hay là thiếu hiểu biết còn hơn để họ cứ vô họ làm phiền mình hoài. Cho nên trước hết tôi cũng xin lỗi vì tôi không thể để cho các bạn được thao túng muốn nói gì nói làm gì làm và đối với ai làm tổn thương đến cá nhân việt thảo hay có những lời nói mà tôi cho rằng thiếu hiểu biết và nông cạn mà tỏ ra mình thông minh tôi delete luôn chỉ có vậy cho nên những bạn nào vô cái kênh youtube việt thảo mà không thể comment được nữa xem thì xem được nhưng mà không có bình luận được thì biết là chắc mình đã nói cái gì bậy bạ cho nông việt thảo không có cho mình bình luận tiếp chỉ đơn giản như vậy nếu các bạn nào vô tình mà có những lời nói hay bình luận mà bị tôi delete bỏ đi thì cũng nên suy nghĩ lại mình đã nói cái gì đó chắc không đúng hay nói bậy các bạn nào lỡ bị tôi block rồi không còn bình luận được nữa, có thể gửi email riêng cho tôi, cho biết tôi tên gì đó hay cháu tên gì đó, hiện giờ bị chú block rồi, không vô bình luận được nữa. Xin chú vui lòng unblock để cho cháu tiếp tục bình luận, có lẽ có sự hiểu lầm gì chăng. Thì lúc đó tôi sẽ unblock người đó để chúng ta tiếp tục vào coi và bình luận, nhé. Rồi xin chân thành cảm ơn và hy vọng rằng lần tới hết cái nghẹt mũi mình kể chuyện nhiều hơn, nghe nó rõ ràng hơn. Cũng xin lỗi các bạn nếu lần này kể không có được thiệt là rõ ràng cho các bạn nghe. Cảm ơn và hẹn gặp lại vào những chuyện bình lề kế tiếp. Thank you and I love you. hello việt thảo xin chào các bạn trước hết cho việt thảo được cảm ơn các cơ sở thương mại cũng như những cá nhân đã bảo trợ cho chuyện minh lệ của việt thảo và đặc biệt cảm ơn các bạn đã donate cho kênh youtube của việt thảo qua những chuyện minh lệ nếu các bạn thấy là niềm vui là nhịp cầu đến với tất cả mọi người thì xin các bạn nhớ subscribe tức là đăng ký trên channel youtube của việt thảo và khi đăng ký rồi hay subscribe rồi xin nhớ click vào cái chuông để cho nó báo cho các bạn biết mỗi khi có video clip mới của Việt Thảo được upload lên YouTube. Xin được cảm ơn. Thank you. Nè, nói nghe nè. Đây là nail polish. Đây là gel polish. Đây là dipping powder. Ba cái này mà tìm một màu giống hệt khó lắm nha. Matching color. Three in one. Duy nhất bây giờ chỉ có A. Aegon là sản phẩm vượt trội của ngành nail năm 2020, được phân phối trên toàn cõi Úc Châu bởi tổng đại lý phân phối và phát hành Old Nail and Beauty Supply ở Melbourne, Australia. Giờ tạo xin được hân hạnh chứ. Xin kính chào quý vị. Tôi là Alice Châu của Châu Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi Đừng để bị mất bảo hiểm Đừng để bị phạt Đừng để bị mất quyền lợi Đừng để trả tiền bác sĩ Nhà thương Và tiền thuốc không hợp lý Alisa đã giải thích rõ ràng Trên channel youtube của MC Diệt Thảo Chuyện bên lề số 790 đến 794 Nhớ vào xem Đó là cuộc sống Đó là quyền lợi của quý vị Nhớ vào xem nha Alisa xin được cảm ơn